Con người ta lãng mạn hay không một phần lớn là do giáo dục gia đình. Nếu như anh ta sinh ra trong một gia đình nông thôn, từ bé đã nghèo đói rồi, thì có được cái hoa súp lơ mà ăn cũng tốt. Cái hoa mà anh ấy hay hái nhất thì chính là hoa bí để xào tỏi chẳng hạn. Nghĩ đến chuyện bây giờ phải đi mua bó hoa hay là mua một món quà gì đấy xa xỉ thì thấy nó ngại, chưa chưa quen đấy. Dạ. Thế thì mình sống với nhau, tôi nghĩ rằng lại phải giáo dục nhau thôi. Dạ. Đứa đã thúng đụng điên làm gì, mình hiểu anh như thế. Ông này thực rất là tốt bụng, nhưng có điều rằng là ông ấy cũng chưa biết cách. Ồ, thế anh chả nhớ nay là ngày gì à? Thế anh không tin là em cũng là phụ nữ à? Dạ. Trách rất là nhẹ thôi. Rồi kìa, nhớ là đàn ông phải ga lăng đấy, con trai nó còn biết nó mua hoa tặng bạn gái nó kìa, bố mày thì cứ thật thà quá. Thôi nhá, thôi lần này cho nợ, mình cảnh cáo mà nhắc nhở rút kinh nghiệm vào, lần này cho nợ nhưng lần sau nhớ mua hoa tặng vợ đi. Anh tặng vợ bó hoa anh sẽ nhận được nhiều thứ nhiều hơn, nhưng đừng quên là cả bà ngoại nữa nhá, đừng quên là còn bà nội nữa nhá, mình giáo dục mà. Thế thì rất là nhẹ nhàng.